Chào mừng anh em đã đến với series tổng quan hệ và đây là hệ yêu thích của tôi, đó là hệ lửa. Dù đây là một trong ba hệ khởi đầu mà các nhà huấn luyện mới có thể nhận được, nhưng cũng đừng coi thường nhé, bởi vì theo những gì tôi rút ra được từ những video của tôi thì đây là một hệ rất quan trọng. Nó có thể đặc trị những Pokemon cực kỳ khó chịu như là Scizor hay là Ferroton. Vào thời điểm tôi làm video này thì có tổng cộng 75 loài Pokemon hệ lửa riêng biệt. Có thể con số này cũng sẽ thay đổi sớm thôi, bởi vì con Growlithe của vùng Hisui vẫn có khả năng tiến hóa trở thành một loài hoàn toàn mới. Trong số này thì dĩ nhiên đã bao gồm cả 24 loài là Pokemon khởi đầu của 8 bản game rồi, nên nếu chỉ tính những Pokemon ngoài hoang dã thôi thì hệ lửa cũng không đa dạng cho lắm. Hệ lửa đã có kết hợp với 15 trong số 17 hệ còn lại, trong đó đồng vị trí nhiều nhất là song hệ lửa bay và lửa giác đấu với 6 loài. Còn hai song hệ nữa chưa xuất hiện đó là lửa tiên và lửa cỏ. Những Pokemon lửa thường có thân nhiệt cao, thiết kế của chúng nó đa số là lấy bất kỳ một thứ gì trên đời và gán cho nó khả năng phun lửa, một điều rất thường thấy trong các loại quái vật thần thoại. Ngoài ra thì có những đồ vật có liên quan đến lửa, ví dụ như là nến đèn, lò nướng hay là than đá. Nhiều loài sinh sống tại những khu vực xung quanh núi lửa, trên núi lửa, trong lò núi lửa, hay thậm chí bản thân chúng chính là núi lửa. Về mặt công kích, hệ lửa là một trong những hệ có khả năng bao quát rộng khi có thể gây gấp đôi sát thương lên những 4 hệ đó là cỏ, bọ, băng và thép. Trong đó khả năng chống thép là tôi đánh giá cao nhất. Còn lại thì lửa bị khá một nửa sát thương khi tấn công vào hệ lửa, nước, đá và rồng. Về mặt phòng ngự, các Pokemon hệ lửa nhận gấp đôi sát thương từ 3 hệ đó là đất, đá và nước. Trong khi đó, nó có thể kháng được những 6 hệ đó là lửa, cỏ, bọ, băng, thép và tiên. Hầu như những gì mà hệ lửa kháng được thì hệ thép cũng kháng được. Vì thế, song hệ lửa thép có khả năng kháng x4 đến 5 hệ, cơ mà đồng thời thì nó cũng ăn gấp 4 lần sát thương từ hệ đất luôn. Pokemon huyền thoại hệ lửa đã xuất hiện từ thế hệ đầu tiên đó là chim thần Moltres. Ngay sau đó là một con chim thần nữa, Ho-Oh, Pokemon cầu vồng đã hồi sinh cho ba thần thú vùng Johto và một trong ba thần thú đó là Entei. Con này mỗi lần nó sủa là một lần núi lửa phun trào. Bên trong lòng núi lửa là Pokemon Heatran trú ngụ. Cái con này thì có một số anh em còn bảo không biết nó là Pokemon huyền thoại luôn. Rawdon vốn là Pokemon hệ đất, nhưng dạng tiền sử của nó lại mang song hệ đất và lửa. Và cuối cùng chúng ta có Reshiram, Pokemon rồng thần tượng trưng cho chân lý. Có hai Pokemon huyền ảo mang hệ lửa, đầu tiên đó là Victini, Pokemon chiến thắng, và còn lại là Volcanion, Pokemon hơi nước. Kiểu như nó là một cái máy hơi nước ấy, chứ không phải bản thân của nó làm từ hơi nước đâu nhá. Hiện tại có 4 hội quán và phòng huấn luyện Pokemon chuyên về hệ lửa. Đầu tiên là Blaine ở đảo Cinnabar vùng Kanto. Sau này ngọn núi lửa ở đây phun trào không thể ở được nữa thì ông ta chuyển đến quần đảo Seafoam ở gần đó. Thứ hai là Flannery ở thị trấn Lavaris vùng Hoenn, thị trấn mà nổi tiếng với suối nước nóng bởi vì cũng nằm trên sườn núi lửa. Ở vùng Unova có anh chàng đầu bếp Chili chuyên huấn luyện Pokemon hệ lửa, nhưng cái gym của anh ta không hẳn là chuyên về lửa mà có 3 hệ khởi đầu là lửa, cỏ và nước. Gym hệ lửa gần đây nhất ở thành phố Monostock vùng Gala với thủ lĩnh là Kabu. Trên lý thuyết thì Groudon là một Pokemon hệ đất, nhưng dạng nguyên thủy của nó vẫn là một Pokemon lửa. Và không chỉ là Pokemon mạnh nhất của hệ lửa, Primal Groudon cũng là một trong những thế lực đáng sợ nhất từng tồn tại trong thế giới Pokemon. Đây là một Pokemon công kích vật lý siêu trâu bò, với lợi thế là không thể bị bỏng, miễn nhiễm được với tê liệt từ Thunder Wave cũng như tất cả những chiêu thức hệ điện. Nó chỉ sợ mỗi hai hệ đó là đất và nhận gấp 4 lần sát thương từ nước thì cái đặc tính của nó đã giải quyết được điểm yếu lớn nhất. Mỗi khi Groudon ra trận, đặc tính Desolate Land sẽ tạo ra thời tiết nắng hạn khủng khiếp, sẽ làm bốc hơi tất cả những chiêu thức hệ nước. Thế cho nên chừng nào nắng còn tồn tại thì Groudon chỉ có một điểm yếu. Ngoài đặc tính Airlock và Cloud9 có thể ngăn chặn được thời tiết, thì chỉ có Primorioshi của Primal Kyogre và Delta Stream của Mega Rayquaza là có thể thay thế được Desolate Land. Còn mấy cái hàng cấp thấp như là Rizzo với cả Sandstorm thì sẽ không có tác dụng gì hết. Bên cạnh thủ vật lý được kéo lên mức ngất ngưởng là 160, khả năng công kích của nó cũng rất kinh khủng như anh em có thể thấy.
ngay cái mảng công đặc biệt yếu hơn mà nó đã là 150 rồi, còn 180 công vật lý cơ bản thì nó là con số mà chỉ có trong mơ mà thôi. Hệ đất là một hệ rất quan trọng với tầm phủ sóng lớn, có thể khắc chế được những năm hệ, và chiêu độc quyền của Groudon, Precipice Blade, là chiêu mạnh nhất trong các chiêu hệ đất. Ngoài ra thì nó cũng có cân nặng kinh hoàng để phát huy tối đa uy lực của chiêu hệ lửa Heat Crash. Còn nếu anh em có thấy chưa đủ thì nó còn có thể học được cả Steel Rock và Sword Dance. Đây đúng là một cỗ máy khổng lồ tích hợp đủ mọi công năng cần thiết để có thể hủy diệt. Pokemon tiếp theo mà tôi muốn nói đến là Ho-Oh. Đây là một Pokemon được đánh giá rất thấp khi mới ra mắt vào Gen 2 bởi vì nó là hệ lửa mà lại chuyên mảng vật lý, mà hệ bay hồi đấy thì cũng chẳng có chiêu gì mạnh. Cho đến các thế hệ về sau thì Ho-Oh được thêm rất nhiều khả năng mới mạnh mẽ hơn. Là một Pokemon hệ lửa và bay, nó miễn nhiễm được với hệ đất và hầu như tất cả các thể loại cạm bẫy ngoại trừ cái Steel Rock mà có thể cắt một nửa cây máu của nó. Thế cho nên trang bị Heavy Duty Boost của Gen 8 là một trợ thủ rất đắc lực. Bên cạnh chiêu thức mạnh nhất của hệ bay là Brave Bird, chiêu thức thương hiệu hệ lửa của Ho-Oh là Sacred Fire cũng cực kỳ đáng e ngại vì nó có đến 50% khả năng gây bỏng, suy giảm tiềm năng sát thương vật lý của đối thủ, trong khi bản thân nó vốn đã có thủ đặc biệt rất cao. Thế nên Ho-Oh nó khá là khó bị hạ gục trong khi vẫn có thể gây được sát thương lớn. Nó có cả Recover để hồi máu, mà có khi cũng không cần đến chiêu đấy bởi vì đã có đặc tính Regenerator rồi. Ho-Oh có thể biến hóa linh hoạt từ vị trí công kích với Choice Band sang kiểu cù nhây câu giờ với cạm bỏng, tê liệt hoặc là độc, khả năng loại bỏ cạm bẫy với Defog và thậm chí là kiểm soát tốc độ với Tailwind nữa. Và với hai Pokemon huyền thoại hệ lửa vừa mạnh vừa trâu với đủ loại tính năng như trên, khá là dễ hiểu khi biểu tượng còn lại, Reshiram, bị tụt lại phía sau. Reshiram không phải là một Pokemon yếu, chỉ là nếu có thể dùng một Pokemon huyền thoại hệ lửa thì chúng ta có hẳn hai lựa chọn tốt hơn nó. Mang một song hệ công kích rất tốt là rồng và lửa, Reshiram có tiềm năng phủ sóng rộng, chỉ có 8 Pokemon có thể kháng được hai cái stack của nó. Nhưng cùng với một mức tốc độ cơ bản khá thường là 90, nó lại không sở hữu được những cái khả năng kháng và miễn nhiễm quan trọng như là Groudon và Ho-Oh. Trong khi là con Ho-Oh nó miễn nhiễm được với hầu hết các thể loại cạm bẫy thì Reshiram có thể bị dính tất cả. Thể lực thuần túy của nó thì không bằng Groudon, thậm chí cái mảng mạnh nhất của nó là tấn công đặc biệt vẫn yếu hơn Primal Groudon bởi vì con Groudon nó luôn luôn mang theo nắng. Dĩ nhiên là một Pokemon huyền thoại thì Reshiram vẫn khỏe hơn khối đứa, chỉ là tôi đang so sánh nó với hai anh bạn huyền thoại khác của nó mà thôi. Nhưng nếu anh em hỏi tôi Pokemon hệ lửa nổi tiếng nhất là Pokemon nào thì tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng đó chính là Charizard, hay còn có cái tên tiếng Nhật mà tôi thích hơn đó là Lizardon. Đây là một trong những con cưng hàng đầu của Nintendo và Game Freak và cũng là một trong những Pokemon được yêu thích nhất mọi thời đại. Thậm chí những ai chỉ biết sơ sơ về Pokemon thôi cũng sẽ biết con này. Charizard được ưu ái ban hẳn cho hai dạng tiến hóa Mega ở thế hệ thứ 6. Và lên đến thế hệ thứ 8 thì nó là Pokemon khởi đầu duy nhất có dạng Gigantamax khi game mới ra mắt. Còn hai ông bạn là Venusaur và Blastoise, hay thậm chí là cả ba Pokemon khởi đầu của Gen 8 cũng phải đợi đến bản mở rộng mới đến lượt chúng nó. Charizard là một trong những Pokemon đầu tiên tỏa sáng trong đội hình của Satoshi trên anime, là Pokemon chủ lực của nhà vô địch Leon vùng Galar, là Pokemon chủ lực của nhà huấn luyện huyền thoại Red, và thậm chí nó còn có riêng cho mình hẳn hai series anime ngắn để quảng cáo cho tiến hóa Mega dưới sự huấn luyện của Alan và Red. Và tôi tin rằng nó vẫn sẽ không dừng lại ở đấy. Trong những thế hệ sau này mà có thêm những tính năng gì gọi là ngon nhất, độc nhất và lạ nhất thì kiểu gì Charizard cũng phải nằm trong danh sách được hưởng. Lý do rất đơn giản, nếu nó là Charizard thì nó sẽ in ra nhiều tiền hơn. Anh em hãy đoán xem lá bài Pokemon đắt giá nhất trên thế giới là con gì nào? Đúng rồi, đó cũng chính là Charizard. Đã nhắc đến hệ lửa là dĩ nhiên sẽ phải nhắc đến điều kiện trời nắng. Đây là một trong 4 loại thời tiết ảnh hưởng đến chiến đấu Pokemon. Thời tiết này được tạo ra bởi chiêu thức Sunny Day hoặc là đặc tính Drought. Những Pokemon nổi bật với cái đặc tính này là Groudon, Torkoal và Mega Charizard E. Ngoài ra còn có con Ninetales nữa, nhưng con này thì yếu hơn hẳn so với những anh kia. Dưới điều kiện trời nắng, tất cả các chiêu thức hệ lửa sẽ được tăng gấp rưỡi tổng sức mạnh, còn những chiêu thức hệ nước sẽ bị giảm một nửa sức mạnh. Đây là điều kiện lý tưởng về cả công và thủ cho các Pokemon lửa. Ngoài ra trong điều kiện này thì tất cả các Pokemon đều không thể bị đóng băng.
Còn một phiên bản trời nắng nâng cấp nữa là cái Distillate Land của con Primal Groudon mà chúng ta vừa mới nói lúc nãy. Nó có thể khiến cho tất cả các chiêu thức hệ nước hoàn toàn bốc hơi chứ không chỉ là giảm một nửa. Khi trời nắng, có một số sức mạnh đặc biệt của Pokemon sẽ được kích hoạt. Điển hình nhất là đặc tính quang hợp Chlorophyll thường thấy ở các Pokemon hệ cỏ sẽ tăng gấp đôi tốc độ cho chúng khi đứng dưới nắng. Tiếp theo là hai chiêu thức hệ cỏ là Solar Beam và Solar Blade, vốn sẽ phải hấp thụ ánh sáng một lượt trước khi tấn công nhưng cũng có thể bỏ qua cái thủ tục này dưới nắng và thi triển ngay lập tức. Cái chiêu này thì không chỉ các Pokemon cỏ có thể học được mà rất nhiều Pokemon lửa cũng có thể sử dụng nó để chống lại ba khắc tinh của chúng, đó là hệ nước, đất và đá. Một số đặc tính có ít Pokemon sở hữu hơn như là Solar Power sẽ tăng gấp rưỡi công đặc biệt cho Pokemon khi đứng dưới nắng nhưng mà sẽ tiêu hao sinh lực của chúng mỗi lượt. Và một số đặc tính khác như là Flower Gift, Harvest, Leaf Cut. Nhưng mấy cái đặc tính này thì chỉ có ở các Pokemon hệ cỏ cho nên tôi cũng không nói nhiều về chúng nó nữa. Dưới điều kiện trời nắng, chiêu thức Weather Ball sẽ được tăng gấp đôi uy lực và chuyển thành hệ lửa. Một số chiêu thức phục hồi sẽ được tăng hiệu quả từ 1/2 tổng sinh lực lên 2/3, đó là chiêu Synthesis, Morning Sun và Moonlight. Cuối cùng là hai chiêu Thunder và Hurricane sẽ bị giảm độ chính xác chỉ còn 50% nếu sử dụng dưới nắng. Các chiêu thức của hệ lửa có đặc điểm chung là hầu hết đều có thể gây bỏng. Bỏng là một trạng thái cực kỳ bất lợi cho đối thủ bởi vì nó gây tổn thương mỗi lượt bằng 1/16 tổng sinh lực của chúng. Trong giai đoạn từ thế hệ thứ 2 đến thế hệ thứ 6, lượng sát thương mỗi lượt được tăng lên thành 1/8 bằng với độc, nhưng bởi vì quá khủng cho nên nó đã bị hạ xuống lại ở thế hệ thứ 7. Nhưng tại sao nó lại khủng hơn độc? Bởi vì ngoài việc bị tổn thương mỗi lượt, những Pokemon trong trạng thái bỏng còn bị giảm một nửa sát thương vật lý từ những đòn tấn công của chúng. Cái này nó rất khác với việc bị giảm 2 bậc tấn công nhá, mặc dù trông thì có vẻ như cũng là trừ 50%. Bởi vì hiệu ứng giảm sát thương của bỏng nó là nhân chồng lên tất cả những tính toán khác, tức là kể cả khi đối thủ đã múa kiếm đến 3 lần, tấn công đã lên gấp 4 lần bình thường thì lúc bị bỏng sẽ chỉ giảm còn gấp đôi thôi, tương đương với việc bị giảm 4 bậc tấn công đấy. Đã thế, nếu đơn giản là chỉ bị giảm chỉ số thì khi rút về sẽ được phục hồi lại như thường. Còn một khi đã bị bỏng thì trừ khi có cách để giải, nó sẽ mãi mãi ở đấy cho đến khi nào bất tỉnh thì thôi. Cho nên cái việc bị bỏng nó kiểu như một hình phạt cực kỳ nặng đối với những Pokemon chuyên vật lý. Ngay cả cái đòn Body Press chẳng hạn, nó là chiêu thức tính sát thương dựa trên thủ nhưng vẫn là vật lý cho nên vẫn bị giảm. Đây là lý do tại sao cái chiêu Willow Whip, cái chiêu thức gây bỏng với 85% độ chính xác, nó lại cực kỳ phổ biến, đặc biệt là trong giới support. Những Pokemon có đặc tính cắt dù vẫn bị dính đam nhưng chúng nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm sát thương do bỏng, thậm chí có được tăng lên, nên chúng nó luôn luôn chủ động mang theo trang bị Flame Off. Còn tất cả những Pokemon hệ lửa đều sẽ miễn nhiễm với bỏng. Đến đây có một nghịch lý, đó là Flareon, một Pokemon hệ lửa có đặc tính gắt, nó không thể cầm trang bị Flame Off vì không có tác dụng gì cả, mà chỉ có thể dùng Toxic Off để kích hoạt đặc tính mà thôi. Mà cái này nó gây kịch độc thì sẽ đốt máu nhanh hơn rất nhiều nếu so với bỏng. Chiêu thức vật lý phổ biến được ưa chuộng nhất của hệ lửa là Flare Blitz, sức mạnh khủng khiếp lên đến 120, nhưng Pokemon sử dụng sẽ bị tổn thương ngược lại bằng với 1/3 sát thương mà chúng gây ra. Và đấy gần như là chiêu vật lý hệ lửa duy nhất được sử dụng, bởi vì những chiêu còn lại đơn giản là chúng nó yếu hơn rất nhiều như là Fire Punch, Fire Fang, Blaze Kick. Nói chung là Pokemon lửa chuyên vật lý nào mà không học được Flare Blitz thì sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Ở mảng đặc biệt, chiêu thức có tiềm năng sát thương khủng khiếp nhất là Eruption, có sức mạnh dao động theo sinh lực còn lại của Pokemon sử dụng với tối đa là 150 khi đầy máu, và nó có thể trúng cả hai đối thủ trong đấu đôi. Cùng với sức mạnh 150, ta có chiêu thức được gọi là tối thượng của các Pokemon khởi đầu hệ lửa, Blast Burn. Đây đơn giản là phiên bản hệ lửa của Hyper Beam, khiến cho Pokemon thi triển sẽ phải mất một lượt sau đó để hồi sức. Yếu hơn một chút xíu và không phải mất một lượt để hồi sức, đó là Overheat. 130 vẫn là một con số rất khủng khiếp, nhưng sẽ khiến Pokemon thi triển bị giảm 2 bậc tấn công đặc biệt sau khi sử dụng. Chiêu này thường sẽ được dùng với hy vọng hạ gục nhanh tiêu diệt gọn một đối thủ quan trọng, rồi sau đó sẽ rút về. Nhất là khi Pokemon tiếp theo mà đối thủ tung ra có khả năng cao nó sẽ chống được lửa, cho nên đằng nào cũng sẽ phải rút về thôi. Ngoài ra thì còn những chiêu công kích đặc biệt phổ biến của hệ lửa có Flamethrower và Fire Blast. Chỉ đơn thuần là gây sát thương và có khả năng nhỏ gây bỏng, hầu như Pokemon hệ lửa nào cũng có thể học được.
Với Flamethrower thì yếu hơn nhưng chắc kèo 100% độ chính xác. Còn Fire Blast là sự lựa chọn mạnh mẽ hơn, mạo hiểm hơn, liều ăn nhiều bởi vì nó có thể trượt được. Ok, các chiêu thức của hệ lửa sẽ biến thành Inferno Overdrive khi kết hợp với Pharium Z. Còn khi Dynamax, chúng sẽ trở thành Max Flare với tác dụng tạo ra trời nắng nếu như đánh trúng mục tiêu. Có đến 3 chiêu Gigantamax của hệ lửa. Đầu tiên là G-Max Fireball của Gigantamax Cinderace, có thể thi triển bất chấp đặc tính của đối thủ. Thứ hai là G-Max Sentiferno của Gigantamax Sentiscorch. Khi đánh trúng thì chiêu này sẽ bẫy đối thủ và tiếp tục gây sát thương nhỏ trong vòng 5 lượt, hiệu ứng tương tự như là chiêu Fire Spin. Và cuối cùng là G-Max Wildfire của Gigantamax Charizard. Khi đánh trúng thì chiêu này sẽ tạo ra hiệu ứng lửa cháy, gây tổn thương bằng 1/6 tổng sinh lực mỗi lượt cho những Pokemon không phải hệ lửa phía đội bạn trong vòng 4 lượt. Và cơ bản, đó là những gì tôi có thể tóm gọn trong một video về hệ lửa. Tôi nghĩ là vẫn còn nhiều điều thú vị nữa về hệ này mà tôi chưa giới thiệu hết được. Anh em nào biết thêm thì có thể chia sẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của anh em. Đừng quên tham gia vào fanpage để chúng ta giữ liên lạc, cũng như là hóng hớt những buổi livestream chuyên trồng hành, đào mỏ các thứ. Còn bây giờ thì peace.